Xin chào, tôi hôm nay muốn giới thiệu một cái sản phẩm của hãng Ngọc Ba từ UK. Thì hãng Ngọc Ba thì chuyên về cái các cái dòng sản phẩm cơ lê chất lượng và các thiết bị chất lượng. Thì đây là một cái sản phẩm và đặc biệt. Mỗi cái sản phẩm sẽ đi cùng với chứng chỉ tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Manual sử dụng. Đây là gọi là súng chiến lược. Chúng ta biết rằng có rất nhiều cái bu lông office mà cần cái lực siết rất là lớn. Một hai người cũng có thể không siết nổi. Có thể chúng ta phải dùng đến khí nén, đến thủy lực. Là những cái bộ nhân lực ha. Thì ở đây như thế thì cái nguyên tắc nó đầu tiên ở đây là một cái hộp số ha. Cái hộp số là lực siết ở đầu vào này ha. Nó quay một vòng thì trong này có cái cơ chế về hộp số, nó sẽ ra cái lực siết ở ngoài này nó lớn hơn và để cho gọi là đỡ phải vặn thì người ta gắn động cơ ở đây gắn động cơ đây để nó xoay cái hộp số trong này, nó xoắn cái này. Cái thiết bị này nó sẽ có cái màn hình để chúng ta cài đặt các cái giá trị của lực siết. Sau khi chúng ta cài đặt á thì chúng ta chỉ việc bấm cò thì cái đầu này nó sẽ gọi là hoạt động. Chúng ta sẽ xem ở một cái video khác về cái việc khởi động và cái việc gọi là vận hành của cái thiết bị này nó như thế nào. Thì hôm nay ở video này tôi chỉ giới thiệu về cái chức năng của nó, những cái nguyên lý hoạt động. Thì chúng ta có những cái cờ lê siết lực, chúng ta có những cái gọi là thiết bị siết lực về khí nén, thiết bị siết lực bằng thủy lực, và đây là thiết bị siết lực bằng gọi là điện. Nó khác với các cái súng siết lực siết bu lông office mà ở các cái tiệm sửa xe hay là trạm sửa chữa ô tô nó người ta hay dùng đó, bởi vì là ở đó là cái impact gun nó chỉ có vặn thôi, và khi nào thấy cứng tay rồi thì dừng lại, thì không có cái khống chế hay cài đặt được cái moment lực siết. Thì Evotop là sản phẩm đầu tiên trên thế giới có cái gọi là chạy bằng điện và siết lực với những cái lực lớn có thể lên tới 45.000 hay 700.000 Nm. Nếu có nhu cầu tìm hiểu thì hãy liên hệ công ty Inno để được tư vấn.